Kính chào quý khách, sau đây là motor giảm tốc B35 trên tiêu mặt Bic do công ty Minh Cơ thiết kế riêng cho một số những khách hàng. Ok, bây giờ em để theo chiều khuấy nữa. Rồi. Chụp ngửa lên trời nào. Rồi. Đây là gầm chân đế nhé. Rất là chắc chắn, anh chị có thể lắp đặt treo vào bất kỳ hướng nào. Cũng có thể để nó làm ngang như ban đầu. Cho cái nắp vào. Bên này cũng vậy. Cái này thì tỉ dây chuyền thông thường có thể lắp cho anh chị là có thể chế tạo cho anh chị là tỉ dây chuyền 3 hoặc 5 nhé. Đó. Mặt bích đường kính thông thường thì là 200mm. Trục ra thì có thể là 19, 24, 28. Nói chung là tùy mình cần cái loại nào thì bên em sẽ thiết kế cho cái loại đó. Anh chị liên hệ số điện thoại này để được tư vấn thêm nhé, 0901460163. Ok, cảm ơn nhé.